Cháu ngồi đúng không? Em sẽ chăm lo cho cháu. Cái cầm gạt nó cái gì? Cái gạt. Có một người làm thôi. Đừng tiến vậy trời ơi. Được chưa? Cô đừng có. Tội sao đừng đẹp. Yến. Đây là áp suất khoảng là 40 ml được chưa? 40 ml. Dạ. Có được không? Được. Đem 500 ra. Được chưa? Rồi. Cái bên này là có giải sóng hồng không? Có. Thì đây là giải cái áp suất uống nữa là áp giải sóng hồng nữa. Đây là giải sóng hồng nữa là được chưa? Quan sát. Cô nói lại một lần nữa nè, bên này thấy là đã giải sóng hồng không? Rồi khi áp xuống xuống là giải sóng hồng đó, đỏ đỏ. Qua đây thì chúng ta thấy nó chia thành hai vùng, anode, vùng sáng anode và cột sáng anode và vùng tối cathode. Thì giờ cái cột tối cathode nó nở rộng luôn. Ở đây đáng lấy về nguyên tắc thì tối nó là cột sáng còn khúc ở dưới thôi á. Thấy gì không cô? Đèn hình quang. Được chưa? Không phải, ở đây là do cái hiệu suất không ra, chứ nếu mà chỉ có cục sáng không cục tới đây thôi. Cô đồng lưới chơi luôn với cô. Ở đây không thấy gì luôn. Xanh, có màu xanh đó. Thấy không? Có màu xanh. Cô bò ra đi cô. Có màu xanh, cô có tuổi. Không, cô lấy ra. Bên này còn có cục sáng anode đúng không? Cho nó kêu tiếng rồi. Đó. Bên này thì cục. Thấy gì không? Lá, có xanh lá, có xanh lá. Sao lúc cô bỏ ra nó vẫn còn luôn màu cô? Đúng rồi. Tại cái màu lúc đầu luôn. Cô bỏ ra đi cô. Cô bỏ ra đi. Cái anode ở còn dưới đó kìa. Được chưa? Lại chỗ này một chút nha. Để nó chơi chứng đi nó điện. Cái bảo rồi. Nói lại cô. Ốc nó bị dọn nghe. Được không? Được không? Không. Được không? Không. Được không? Không. Không. Mày đang có gì? Giải sóng hồng nở. Nở rồng. Và đây là cái điện thành hai vùng luôn. Hai vùng nở là vùng sáng anode và về vùng tối cathode. Về nguyên tắc á, nghe nè, về nguyên tắc đáng lý ra từ đây tới đây nè. Phải tối. Tối nó giống như thế này nè. Mà ngồi đi. Được chưa? Tại sao cô? Cái nó phải đạt được cái công suất này. Được chưa? Mắt thằng Lâm vô. Nên cao lên khắc đỉnh mùa. Cái cổ sáng nó thấp xuống từ từ vậy nè. Không phải là tốt càng nữa. Cổ này quá. Tí có màu xanh. Sáng người cho nó càng khá đẹp. Thấy rõ không? Rõ. Cho nó sẹt sẹt điện con.